Các bạn, hôm nay chúng ta coi cái cặp phục sinh hai. Hôm nay vừa mới lấy về được một cái 8186 đầy nhựa với cặp phục. Clip này chúng ta coi cặp phục ha, còn rất là đẹp, rất là dữ nha. Bóc ra các bạn coi, đây là hàng cam nha các bạn. Đối với tất cả mọi người mua hàng ở bên mình, lưu ý các bạn nha, chuyển tiền trước là mình sẽ ship hàng bưu điện nha, chứ mình không có ship code. Còn anh chị em nào muốn ship code, các bạn có thể mua ở shop khác, mình không có ship code. Các bạn tìm hiểu bên shop bên mình trước khi các bạn mua, an tâm chắc ăn, còn mình không có ship code ha. Còn lý do tại sao không ship code thì nó có rất là nhiều vấn đề. Rồi, đầu tiên mình cho các bạn coi cái phục trước đi ha, mình nói cái vụ ship code sau. Đây là phục đời 92, còn đẹp ha, bên trong trước nè, hai cặp này nó giống nhau nha. Chưa phục hồi nha các bạn, đây là hàng cam. Đợt này lấy được một cặp thôi, hết tiêu, hàng về hơi nhỏ giọt. Còn đây yên 8186, đây là 86 đời 92, còn rất là đẹp, da riêng ha. Kim trong thì bị bung, bấm kim thì bấm lại, còn da riêng, đa số da riêng rất là hiếm, đa số là da bọc lại là nhiều. Yêu bên mình da riêng ha. Rồi cái bát này vách nhựa, đế này đế nhựa, cục vách này vẫn còn sử dụng được. Rồi các bạn có nhu cầu mua phụ tùng riêng xe cấp thì các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại 0982116306. Bạn có thể vô Zalo, mình sẽ cho các bạn coi hình. Có một số bạn hỏi tại sao mình không ship code, tức là nhận hàng rồi mới trả tiền, thì có một lý do như sau. Thứ nhất, đối với cái phương thức mà nhận hàng rồi mới trả tiền á, thì mình sẽ là người trả trước tiền cước, ứng trước tiền cước, sau đó nhân viên bưu điện người ta sẽ tới nhà các bạn, người ta giao, người ta lấy tiền hàng cộng với tiền cước cộng với tiền phí thu dùm, các bạn sẽ chịu tới 3 loại cước là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi giao hàng cho các bạn, người ta gọi không được, hoặc là người ta không mang máy, hoặc là các bạn đổi ý, các bạn không lấy, các bạn chưa coi hàng, mình nói ở đây các bạn chưa coi hàng, các bạn đổi ý, các bạn không lấy, hoặc là có một lý do gì đó các bạn không muốn lấy nữa, hoặc là các bạn tìm một shop khác, các bạn lấy hàng khác chẳng hạn, thì lúc đó hàng nó trả về mình sẽ chịu cước hai lần. Mà các bạn biết là những cái món hàng như thế này nè, tiền cước nó không phải là nhẹ, nó mấy chục ngàn, nếu mà nó chạy hai vòng nó cả trăm ngàn. Như vậy nếu các bạn không lấy, mình sẽ tốn tiền cước 100 ngàn, còn nếu các bạn lấy thì không sao ha, nhưng mà các bạn không lấy, tiền cước mình sẽ tốn 100 ngàn. Đó là tiền bắt buộc mình phải trả. Các bạn không, mình không bao giờ yêu cầu các bạn là phải chuyển tiền cước trước hay này nọ. Ở đây mình bán hàng, các bạn chuyển đủ tiền mình sẽ ship hàng cho các bạn. Còn trước khi các bạn mua một quán hàng nào đó, mình đều chụp hình cho các bạn coi. Còn nếu đối với hàng mới 100% thì mình không chụp, hoặc là có hình sẵn thì mình sẽ báo là hàng đẹp, không cần coi. Còn đối với những cái hàng mà nó bị hư hay là xét an hay là hàng cũ, mình sẽ chụp hình cho các bạn coi rõ ràng. Nói chung đa số là các bạn coi hình hết rồi mới mua. Có rất nhiều anh đã mua shop ở mình, mua rất nhiều lần, 3-4-5 lần, mỗi lần 5-7 triệu không ạ, chứ không phải là ít. Các bạn có thể coi thông tin trên cái trang YouTube này. Đa số mình gửi hình, gửi hàng cho khách, mình đều chụp hình quay phim, có địa chỉ cụ thể. Bạn nào ở gần nhà những vị khách đó, các bạn có thể qua coi. Mình ship hàng toàn quốc nha, từ Cà Mau cho tới Kiên Giang, Hà Nội, từ Nam ra Bắc mình ship hết toàn bộ. Qua Mỹ ship cũng được, cứ chuyển khoản cho mình là mình ship hàng ha. Còn đối với chuyển khoản bưu điện thì mất hàng mình sẽ ship lại cho các bạn khác. Còn làm sao biết mất hàng, thì khi ship mình có cái mã số bưu phẩm. Nếu mà các bạn nhận rồi, bưu điện nó sẽ báo cho mình là bạn nhận rồi, còn bạn chưa nhận thì bưu điện nó sẽ báo chưa nhận, thì lúc đó làm thất lạc hàng thì mình sẽ ra bưu điện, mình đòi tiền của bưu điện. Còn nhiệm vụ của mình sẽ ship cho các bạn một sản phẩm khác, chứ không phải là mất hàng là mình đền tiền cho các bạn ha. Mình đền sản phẩm lại cho các bạn khác. Còn khi các bạn yêu cầu ship xe, có một số bạn yêu cầu ship xe khách cho nó nhanh, thì mình sẽ không đảm bảo trách nhiệm nếu hàng bị mất. Ví dụ đó là xe khách của các bạn hoặc là xe ngoài, mình không biết, bạn yêu cầu là ship xe khách cho nó nhanh, thì khi mình giao hàng cho xe rồi, mình sẽ có chụp hình quay phim lại trong lúc mình giao hàng. Và sau khi mình giao hàng cho xe rồi, mình sẽ hết trách nhiệm nha. Nếu xe là mất, mình sẽ không chịu trách nhiệm. Còn nếu mình giao bưu điện báo là mất hàng, thì bưu điện nhiệm vụ nó sẽ đầy cho mình, và mình sẽ đầy tiền cho các bạn, hoặc là gửi cho các bạn một món hàng khác. Nói chung là mình đảm bảo là hàng sẽ tới tay các bạn. Rồi,
chỉ một vấn đề lưu ý như vậy. Rồi hẹn các bạn hôm sau chúng ta sẽ nói nhiều hơn, mình có sản phẩm mới mình sẽ lại review tiếp cho các bạn. Hôm nay là ngày 9 tháng 5 năm 2017. Ok, xin cảm ơn và chúc các bạn buổi trưa vui vẻ.